nghệ sĩ Thanh Ngân có đời tư khá lận đận, tài sắc vẹn toàn nhưng ở tuổi 48, nghệ sĩ Thanh Ngân vẫn chưa tìm được bến đỗ cho đời mình. Trong quá khứ, Thanh Ngân và nghệ sĩ Kim Tiểu Long từng có một cuộc tình đẹp được mọi người ngưỡng mộ, nhưng cả hai lại sớm gãy đổ, đường ai nấy đi. Hiện tại Kim Tiểu Long đã có vợ con ở Mỹ, còn cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ khá kín tiếng. Nhưng cả hai Thanh Ngân và Kim Tiểu Long từng là đôi kim đồng ngọc nữ trọng một bài phỏng vấn. Kim Tiểu Long từng kể rằng mình có đứa con trai ngoài giá thu với một người bạn diễn ăn ý trên sân khấu, qua mô tả khán giả đoán rằng người bạn diễn đó chính là Thanh Ngân. Thậm chí có tin đồn, sau mối tình này Thanh Ngân không cho anh gặp con hơn 10 năm qua, từng chia sẻ nhiều lần về mối tình với Thanh Ngân. Kim Tiểu Long cũng khẳng định ở thời điểm hiện tại anh mong Thanh Ngân xem mình là bạn, có thể gặp nhau và trò chuyện như những người tri kỷ. Khi được hỏi liệu Thanh Ngân có phải là mẹ của đứa con trai ngoài giá thú mà anh nhắc đến không, Kim Tiểu Long từ chối trả lời. Đến nay ở tuổi 48, Thanh Ngân chưa từng công khai mối quan hệ nào sau khi chia tay nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Trong một bài phỏng vấn cuối năm 2019, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nữ nghệ sĩ khéo léo trả lời, hiện tại tình yêu nghệ thuật là tiêu chí tối ưu của Thanh Ngân và tình thương của khán giả. Sự quan tâm của gia đình, lòng yêu ái của fan là một tặng phẩm quý giá, một món quà của cuộc sống. Từ đó khán giả ngầm hiểu rằng Thanh Ngân vẫn cô đơn. Cô em út Thanh Ngân có lẽ là đóa hoa dạng người nhất trong gia đình. Cũng như chị hai Thanh Hằng, Thanh Ngân đoạt giải Trần Hữu Trang năm 1996 và là đào tránh trong rất nhiều vở diễn. Cô được như lớp nghệ sĩ chuyển giao giữa thời kỳ của Thanh Hằng và lớp trẻ như Tùng Dương. Suốt những năm tháng đóng góp và nỗ lực vì nghệ thuật, ở tuổi 46 cô đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Tuy không đến nỗi hôn nhân lận đận như chị hai nhưng đến tận bây giờ, Thanh Ngân vẫn cô đơn lẻ bóng ở tuổi 46 dù cô thuộc lớp đào tránh tài sắc nhất của sân khấu cải lương. Thanh Ngân vướng nhiều tin đồn tình cảm với bạn diễn nhưng cô chưa một lần công khai thừa nhận. Thanh Ngân và Kim Tiểu Long từng có khoảng thời gian gắn bó yêu thương trước khi Kim Tiểu Long lấy vợ. Bản thân Kim Tiểu Long cũng nuối tiếc cho rằng anh và Thanh Ngân không có duyên vợ chồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!